Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là chuyên mục bàn giao sản phẩm của Nội thất Sơn Đông đây ạ. Ngày hôm nay bên em sẽ bàn giao một đơn hàng, đó là tủ rượu gỗ vỏ đỏ 1m6 cho anh Uy ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Đây là một sản phẩm hàng sẵn được trưng bày tại cửa hàng. Sau một thời gian tham quan và tìm hiểu thì anh Uy đã quyết định lựa chọn sản phẩm này cho không gian của gia đình mình. Nói về chất liệu gỗ vỏ đỏ, đây là một dòng gỗ cao cấp thuộc nhóm 1 đã được Sơn Đông tuyển chọn xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Mời mọi người cùng theo dõi hành trình bàn giao sản phẩm đến nhà khách hàng nhé. Đây là hình ảnh sản phẩm được quấn kỹ lưỡng, kê lót cẩn thận để vận chuyển tới nhà khách hàng, hạn chế tối đa vấn đề va chạm và trầy xước trong quá trình vận chuyển. Đây là hình ảnh sản phẩm được bàn giao tại nhà khách hàng, bên em ghi nhận trực tiếp. Cảm ơn anh Uy và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của công ty Nội thất Sơn Đông. Chúc anh và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Sản phẩm sẽ được bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn. Quý cô chú anh chị khách hàng quan tâm về sản phẩm có thể để lại bình luận ở phía bên dưới để bên em tư vấn thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video bàn giao sản phẩm tiếp theo.